Mới đây trao đổi với tuổi trẻ, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên xác nhận, chị Đỗ Thị Định, người con gái cả trong vụ ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột đã qua đời sau thời gian điều trị tại viện bỏng quốc gia. Sau đó thi thể được đưa về thôn Thiện Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ để gia đình lo hậu sự. Trước đó ngày 4 tháng 11 Lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau 5 ngày cơ quan điều tra xác minh vụ 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ ruột theo kết quả xác minh ban đầu, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng ngày 30 tháng 10, ba người con gái đến nhà mẹ ruột của mình là bà D, 61 tuổi, cự cãi. Những người này mang theo canh xăng loại 10 lít đến nhà bà D. Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ tiếp tục vào trong nhà. Một người mang theo canh xăng đổ xuống nền gian phòng khách rồi châm lửa đốt lửa bùng lên khiến bà Đê và ba người con đều bị bỏng nặng gồm Đỗ Thị Định sinh năm 1982, Đỗ Thị Điểm sinh năm 1988 và Đỗ Thị Đưa sinh năm 1990. Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.